Bây giờ trời đang mưa ướt luôn, nhưng mà anh Tùng anh dầm mưa anh cưa luôn nha quý vị. Tại vì đi xuống đây cưa lại dở rồi, nên gán cưa cho gọi luôn để mơi xuống nó mất công. Nhưng trời mưa này trơn trời khó leo lắm. Vừa mà mưa ướt hết trơn. Tôi có lấy cái nón lá che cái điện thoại mới quay được. Chào quý bà con mình, bà con mình anh khỏe nha. Dạ. Thưa Trần khỏe nha. Dạ em cảm ơn anh. Ở trong cái vườn dừa này nó có 16 cái dừa. Mà cưa cũng gần xong rồi, dân đang cưa đắng á. Dạ. Nhưng mà mình nói xa đi xuống đây cũng mười mấy cây số lận, mà mai đi nơi khác cho nên mình tranh thủ dầm mưa cưa luôn. Dạ. Mà sấm chớp nguy hiểm lắm, nhưng mà dạ, giờ không có sấm chớp. Dạ. Cho nên đáng lẽ cưa đại. Dạ. Cứ bà con mình anh khỏe nha. Dạ em cảm ơn anh. Trời mưa mà anh Tùng cũng chịu cực khổ cưa luôn, để ngày mai đi xuống cực lắm. Sao? Để cắt đĩa cho nghe vậy. Là mình không có làm hiểm. Ai xin mình quay làm cho chứ mình bây giờ là chứ không có cấm ai hết trơn á. Là cứ ai lại quay là quay chứ mình không bao giờ đuổi hoặc cấm ai hết. Nói dạ. Vậy đó. Dạ. Ví dụ là ta lại xin quay làm cho chứ không bao giờ cấm. Dạ. Em cảm ơn anh. Chia sớt nhau mà sống vậy đó. Dạ. Giúp đỡ lẫn nhau. Dạ. Bây giờ anh Tùng bắt đầu leo lên cưa tiếp nha quý vị. Cái dừa này nó có độ khó rồi, bên kia là cái mấy ganh. Mấy ganh bên kia sát ganh. Này trời mưa này rất là khó luôn. Cây dừa ở trên nó thì trái rất là nhiều. Anh chủ nhà thấy cái giấy lên trên Tùng, anh Tùng bỏ quên. Cái quá trời nhiều dừa khô. Dừa khô mà nó ngã vô cái cây rồi là rất là khó leo. Phải giật nó xuống rồi mới leo lên được. Tại vì nó che bít cái cây hết rồi, nó có leo được đâu. Nè, tôi gọi kỹ cho quý vị xem. Thấy không? Rất là khó leo. Không thấy anh Tùng luôn rồi, thấy tàu dừa không? Dạ. À, vừa nhiều quá không thấy anh Tùng luôn rồi quý vị ơi. Anh Đường nãy giờ phụ dưới anh Văn, bây giờ chạy phụ anh Tùng. Hai người ở trên mà có một người ở dưới cho nên cũng vất vả lắm. Miễn ở ngoài anh Văn gị thì anh Đường phải ngoài gị phụ anh Văn và chuyền vừa xuống phụ. Còn tới anh Tùng vô đây thì anh Đường phải chạy vô đây làm phụ anh Tùng. Tại vì hai người cưa mà có một người ở dưới gốc à. Anh Tùng bắt đầu cưa xuống, né tàu xuống. Vì Thu lên ống kính á, Thu còn rung như vậy. Nếu mà Thu nói còn lộng cộng thì xin hãy bỏ qua cho Thu nha. Thu sẽ tập từ từ, chứ Thu còn rung lắm. Thông cảm với Thu nha. Dừa quá chừng trái. Buồn dừa rất là sai. Trời mưa trơn trợt này cưa rất là cực. Nói chung là người nào cũng cực. Khi anh Tùng leo lên thì mang một đôi giày dày và gắn một cái móng. Cái móng đó mình phải đưa mạnh vô, vỏ dừa thì nó cứng rồi, mình phải lấy cái sức, cái lực của mình á, phải đưa cái móng nó vô trong cái con dừa nó mới chịu lại rồi mới leo lên, cũng vất vả. Dừa khô, lá khô quá chừng.
rớt vì lá dừa nhiều quá cho nên rớt cái kiến dưới rồi xuống đây rồi. Cột cái kiến anh lên cho anh Tùng. Nếu mà không có cái kiến này thì cưa là bụi vô mắt, không có cưa được đúng không quý vị? Cho nên phải cần cái kiến này. Anh là Tùng kéo lên. Đó. Kiến cái gì á? Cây có kiến cái gì á? Dừa này nghe có kiến rồi. Cây dừa này khó là có kiến nè, cặp hàng gào mà mấy dưới này có sợi dây điện nè nghe cái gì? Nãy giờ Thu không thấy dây điện luôn nè. Nè có sợi dây điện nè. Đó, dây điện mà bị cỏ bò lên nè. Đó. Cho nên rất là nguy hiểm. Mưa gió này mà gặp cái này là vừa cũng chạy cho nên là anh Phương nguyên buồn xuống không có sao. Cây dừa nó có kiến nghiện. Thấy anh Tùng phủi lia hết trơn kìa. Quá nhiều kiến. Dừa cứng cại cũng nhiều. Anh Tùng với mấy anh á thì Thu hỏi đi theo quay thì mấy anh cho đi quay chứ mấy anh không có gầy ra gì hết á. Giờ đang bể luôn rồi. Nhưng tại vì Thu có chút công việc nhà cho nên Thu không đi quay thường được. Nhưng Thu sẽ cố gắng sẽ quay thường hơn và cố gắng đem những cái video đẹp đến cho quý vị xem. Quý vị nhớ vào ủng hộ Thu nha. Trời mưa mà còn gió nữa. Gió cũng nhiều. Giờ anh Tùng đang cột vườn dừa đưa xuống. Ba cũng buồn não. Đúng rồi, giờ não nhiều quá. Nếu mà đi cưa, đi đón dừa là ngon lắm nghe quý vị. Đón dừa là chắc ăn là có nước dừa uống. Đi cưa cây thì không có nước dừa chứ đi đón dừa là dừa uống mệt luôn. Chủ nhà cho uống thoải mái luôn. Con dừa quá đẹp, trái rất là lớn, đó, đẹp lắm, kiến quá chừng rồi, lại không có cho thịt kiến nữa.
À, có đem chai thịt kiến quá nhiều kiến anh ơi. Đấy anh chủ nhà đem chai thịt kiến cho anh Tùng, kiến dữ lắm. Ui dừa thật đẹp luôn, quá đẹp. Quá nhiều bụng dừa nạo luôn. Tiếp thêm một buồng nữa là được 4 buồng rồi. Buồng dừa này thì nhỏ, còn cây xịt kiến rồi anh. Bố coi, bố anh ôm rồi, rồi gớt luôn rồi, gớt cái bọc luôn rồi. Anh Tùng nói gần rồi, rồi khỏi xịt luôn rồi. Anh Tùng làm nhanh quá, thu quay nhiều khi không có thấy chọn rõ hết, quý vị thông cảm với Thu. Thu thì chậm, nhiều khi anh Tùng vừa cưa cái thu quay được ở trên nè, thu quay không có kịp gớt xuống đất. Một lát nữa thu quay dưới đất đi cho quý vị xem. Quý vị vào clip Thu xem thì cũng chăm chế cho Thu nha. Thu sẽ khắc phục từ từ. Thôi dây nè chú. Dây nè chú. Nè. Nghe không ạ? Một buồng dừa nữa. Không chạy rồi. Cứng rồi, nó kẹt dây rồi. À, rồi. Buồng nào cũng sai lắm. Tùng bảo anh Đường rút dây xuống luôn rồi. Vậy là ở trên đó còn dừa gám với dừa khô, cho nên rút dây xuống. Tùng rất là lẹ. Bây
giờ thì anh Đường đi ra ngoài phụ với anh Văn rồi. Vì Thu có một mình mà hai anh cưa cho nên Thu không có quay được hai anh. Anh này nghĩ là Thu mới quay anh Phát được. Bụi vô mắt anh Tùng rồi. Ý là có mang kiến đó, tại trời mưa khó lắm. Cưa nó hơi khó một chút. Vì Thu quay chậm quá cho nên hai ba tàu Thu mới quay xuống một tàu luôn vậy. Nếu mỗi tàu Thu mỗi quay thì không có coi được tàu nào luôn á. Tại vì Thu quay chậm quá. Anh Tùng cắt luôn cái đọt. Thu cũng rất vui vì quý vị luôn ủng hộ kênh của Thu. Vì Thu mất công chuyện gia đình, cũng có một chút chuyện cho nên lâu có khi cả một tháng Thu mới ra một clip. Nhưng quý vị vẫn là ủng hộ Thu, Thu rất là vui. Anh Tùng đưa cái đầu của Thu dựa xuống luôn. Hay quá. Anh quý vị ủng hộ Thu đó cũng là động lực cho Thu để mà Thu làm tiếp theo. Dù cho gia đình thế nào Thu cũng phải nhín nhúng ra để mà Thu làm những clip tiếp theo cho quý vị xem. Không phụ lòng quý vị đã ủng hộ Thu và thương mến Thu. Thu rất biết ơn và ghi nhớ điều đó. Văn mà tới cây chuối luôn, hên không có cây chuối. Anh Tùng canh hay quá. Vì ở đây là có cây nhiều cho nên anh Tùng phải cưa đoạn từ khúc ở trên cưa xuống thôi quý vị. Chứ nếu mà trống thì anh Tùng cưa bật gốc lên cây. Tại vì ở đây có dây điện nè, hàng rào nè, với lại bên canh bên kia người ta trồng cây ăn trái nhiều lắm. Nên nó không qua bên kia được, còn bên đây thì cũng có những cây mai. Cho nên là không có thể nào bật gốc được cho nên anh Tùng phải cưa đoạn từ khúc. Vất vả một chút nhưng mà nó an toàn.
nào nó cũng có lợi hại của nó hết. Đi bộ móng thì rất là mệt, nhưng mà đoạn khúc thì khỏe, dễ đoạn khúc xuống. Tại vì cây này nó cũng lâu rồi cho nên nó chắc lắm. Rớt xuống nè quý vị nghe là biết là cây này nó chắc rồi. Cái giờ rồi quý vị ơi, Thu cũng xin kết thúc video ở đây. Xin cho Thu một like, một chia sẻ, một đăng ký. Nhớ để lại bình luận phía dưới góp ý cho kênh của Thu. Chào tạm biệt, đón xem video sau của Thu nhé.